Ngày 10 tháng 1, tại huyện Thuận Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo một số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp. Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy, bức tranh nông nghiệp tỉnh Sơn Lan năm qua đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân được cải thiện, cơ cấu lại ngành nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 8.832 tỷ đồng, tăng 5,48% so với năm 2022. Toàn tỉnh công nhận được 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương đạt 2.714,1 ha. Sản lượng đạt trên 43.570 tấn. Diện tích cây trồng sản xuất theo hướng hữu cơ đạt 8.217 ha. Duy trì phát triển 280 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản thủy sản an toàn, 294 mã số vùng trồng. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các đại biểu đã thảo luận đề xuất các giải pháp triển khai xây dựng vùng nguyên liệu liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thúc đẩy chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên làm kinh tế nông nghiệp, công tác xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các sở ngành của tỉnh, các huyện thành phố tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với các quy định mới và tình hình thực tiễn của tỉnh. Phân đấu tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024 đạt 9.270 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023, tập trung xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp bền vững. Đồng chí Nguyễn Thành Công cũng đề nghị các huyện thành phố tập trung chỉ đạo hỗ trợ diện tích sản lượng cây trồng vật nuôi, áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt hoặc các tiêu chuẩn tương tự, phân đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 48%, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phân đấu hết năm 2024 toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã so với năm 2023.